Ngày 21 tháng 8, khu vực đồi trồng gỗ keo ở mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, vẫn đang chứa hơn 10 người đang vận chuyển đất đá từ hầm vàng ra ngoài. Hầm sâu gần 50 mét được tạo bằng cột gỗ để chống tạm bợ. Lối vào hầm và khu vực rừng gần đỉnh đồi bị đào bới nham nhở, hình thành thành vách cao. Đất đá từ hầm được đưa ra và xay nhỏ trước khi chảy qua máng để lọc vàng, trong khi một nhóm 7 người trộn đất đá lộ thiên với hóa chất trong bể ngâm ủ lớn được bọc bạt quanh bể. Tiếp theo quy trình xử lý vàng, đất đá kết hợp với vôi, soda và hóa chất khác, sau đó được đưa xuống bể. Sau 2 tháng 7 ngày ủ với cyanua, nước được bơm liên tục vào bể để tách vàng ra khỏi hóa chất và giữ lại bằng than hoạt tính. Tình hình tương tự xảy ra tại khu vực hầm lò của mỏ vàng Bồng Miêu, với nhiều lán trại và hồ chứa quặng vàng. Khoảng 15 người đã tham gia vào việc đào bới và xay nghiền đất đá trước khi bị ngắt quãng khi có người ngoại đến. Một phu vàng đã tiết lộ rằng họ là công nhân thuê, nhận mức tiền công từ 200 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày. Khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, họ sẽ cất giấu máy móc và trốn vào rừng hoặc hầm. Ông Nguyễn Văn Sư, chủ tịch xã Tam Lãnh cho biết sau một thời gian tạm lắng, nhiều người đã quay trở lại để khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu. Không chỉ khai thác tại chỗ, nhiều người còn vận chuyển quặng vàng về nhà bằng xe máy. Trong những ngày vừa qua, chính quyền xã đã hát mobilize tất cả nguồn lực nhân lực để tiến hành truy quét những người đang khai thác vàng trái phép, nhằm đóng cửa các hoạt động khai thác không hợp pháp tại mỏ vàng Bồng Miêu. Ông Sự, một nguồn tin địa phương, cho biết rằng khu vực khai thác mỏ rộng lớn, địa hình núi non hiểm trở, đồng thời lực lượng công an và cán bộ địa phương hiện tại còn khá ít nên việc tuần tra và kiểm soát vẫn chưa thực sự hiệu quả. Điều này dẫn đến việc cần thêm nhiều ngày nữa để có thể đẩy lùi những người khai thác trái phép ra khỏi khu vực mỏ. Vào ngày 27 tháng 7 trước đó, mỏ vàng Bồng Miêu đã chính thức đóng cửa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Lý do cho việc đóng cửa này là giấy phép khai thác của công ty trách nhiệm hữu hạn Bồng Miêu đã hết hạn từ nhiều năm trước, cụ thể là năm 2016. Tuy theo luật khoáng sản, sau khi hết hạn khai thác, các hoạt động khai thác phải ngừng lại và mỏ phải được đóng cửa. Tuy nhiên, do tình hình phá sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Bồng Miêu, việc triển khai đóng cửa đã gặp khá nhiều khó khăn. Mỏ vàng Bồng Miêu đã trở thành điểm khai thác trái phép bởi thiếu sự quản lý chặt chẽ. Điều này đã dẫn đến việc hàng người từ nhiều nơi kéo đến để khai thác, gây tình trạng mất tài nguyên mà không đóng góp được thuế. Bên cạnh đó, việc đào bới đất đá, sử dụng hóa chất và việc không xử lý đúng quy trình cũng đã gây ra ô nhiễm môi trường. Tình hình này còn dẫn đến nguy cơ an ninh trật tự, có nguy cơ sạt lở đất và sập hầm gây nguy hiểm cho người dân. Vào tháng 3 năm 2022, sau hàng loạt kiến nghị từ phía tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu với một nguồn kinh phí 19,5 tỷ đồng. Dự án này sẽ được thực hiện trên diện tích 368 ha của khu mỏ. Các hoạt động trong dự án bao gồm xây tường chắn cửa lò khai thác, tháo dỡ các công trình trên bề mặt, xử lý chất thải và tái tạo môi trường sau khi đóng cửa mỏ. Kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.